Theo truyền thông khu vực, nội dung tờ rơi được trích từ tuyên bố của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 17 tháng 10, một ngày sau khi ông Sinwa được xác nhận đã chết. Ông Sinwa được cho là người đứng sau cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 năm 2023 của Hamas vào lãnh thổ Israel, làm 1.200 người chết và 250 người bị bắt làm con tin. Chiến dịch tấn công trả đũa của Israel ở Gaza đã làm hơn 42.500 người Palestine thiệt mạng, phần lớn là dân thường. Thủ tướng Netanyahu khẳng định, việc thủ lĩnh Hamas bị hạ sát không có nghĩa là Israel sẽ dừng chiến dịch quân sự ở Gaza, nhưng đánh dấu sự khởi đầu cho ngày tàn của Hamas. Ông Netanyahu cam kết Israel sẽ dốc toàn lực cho chiến dịch cho đến khi toàn bộ con tin được trả tự do. Trong khi đó, lực lượng Hamas thì khẳng định các con tin chỉ được thả khi các hoạt động thù địch tại Gaza chấm dứt, quân đội Israel rút lui và các tù nhân được thả.